rồi, đây là đường Lũy Bán Bích hướng về Đầm Sen. Sáng 8 giờ 45 ngày 30 Tết Đinh Dậu, các cái tiệm cửa hàng chỗ làm việc đã đóng cửa, bà con đã về quê ăn Tết. Và đường phố Sài Gòn ngày 30 thông thả, ít người, bán buôn chủ yếu là những cái đồ cúng 30. Quẹo đây là đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Đây là bên phải, đây là cổng sau chợ Tân Phú. Đây có bán bánh cuốn nóng nè. Bán rau dừa 10.000 hai bó. Đúng rồi, để chuẩn bị đón ông bà tối nay giao thừa. Phong tục Việt Nam là phải có cái dừa cầu tài lộc. Mấy trái dừa, mấy trái, một trái để cúng, để cúng. Lên dừa hồi hôm á, dừa Bến Tre đó. Cái này Bến Tre ở đâu em? Dạ Bến Tre. Ờ. 15.000 trái dừa, khoảng 7.5 cm á. Kinh nghiệm mua bông, nếu mà không ngại tiết kiệm thì thường canh canh chợ trưa trưa, khi người ta bán không hết là sẽ hạ giá, mua được rẻ rất nhiều so với mua lúc mà chợ mới bắt đầu. Nhiệt độ Sài Gòn sáng hôm nay khoảng 27 độ C, trời nắng đẹp, không khí hanh hanh, giống như là lạnh lạnh á, rõ nét của mùa xuân Sài Gòn. Ở Việt Nam năm nay nghỉ Tết là từ 29 cho đến 30 mùng 1, 2 mùng 3, mùng 4, mùng 5 và mùng 6 là toàn bộ sẽ đi làm lại bình thường. Đó là ăn Tết năm nay tới mùng 5. Tôi sẽ chạy vòng qua chợ Tân Hương để xem sáng 30 chợ Tân Hương nó có sum tụ giống như ngày 29 không. Xe phía trước biển số 54B7 là của quận Tân Bình, còn quận Tân Phú là 59D.
hớt tóc thì vẫn còn. Qua đây là đường Tân Hương. Góc đường Tân Hương với Nguyễn Ngọc Nhật. Trước nhà thờ Tân Hương bán bông rất là nhiều. Giờ này mà còn nhiều như vậy là nguy cơ sẽ bán rẻ buổi trưa rất là cao. Đây toàn cảnh nhà thờ Tân Hương. Và nhà thờ có thông báo cái chương trình lịch Tết, lễ Tết Đinh Dậu 30 Tết 17 giờ chầu mình Thánh Chúa cuối năm, 22 giờ thánh lễ giao thừa, mùng 1 Tết 6 giờ lễ cầu an cầu bình an năm mới, 17 giờ 30 chầu mình Thánh Chúa đầu năm, 18 giờ lễ cầu bình an năm mới. Rồi mùng 2 Tết 5 giờ cầu cho tổ tiên ông bà, 7 giờ lễ thiếu nhi. Chiều 14 giờ mừng thọ quý ông quý bà 80 tuổi, 16 giờ thánh lễ ba, 18 giờ lễ cầu cho tổ tiên ông bà. Rồi mùng 3 Tết là sáng 6 giờ thánh lễ hóa công văn việc công an việc làm, chiều 18 giờ lễ thánh hóa công an việc làm. Và sau đó các thánh lễ sau như thường lệ. Linh mục chánh xứ ACC Lê Quang Đăng. Quý vị thấy một cái nhà thờ Việt Nam người ta có thông báo lịch lễ của ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết rất chi tiết. Vừa có cúng ông bà tổ, cầu ông bà tổ tiên, vừa có cầu công ăn việc làm dành cho thiếu nhi. Nhà thờ rất là đẹp. Đây là tượng mẹ Maria. Tháp chuông nhà thờ. Đây trang trí những chậu hoa cúc rất là đẹp. Đây tượng Chúa Giêsu. Toàn cảnh nhà thờ Tân Hương sáng 30 Tết Đinh Dậu. Phía trước đây là chợ Tân Hương. Sáng 30 Tết. Tiệm bán tạp hóa đồ Tết. Đây là gói quà tặng ngày Tết. Mua hộp quà đi tặng biếu bà con gia đình, bạn bè thân hữu. Đây là góc đường Văn Cao, đi ra vẻ trái, đi ra ngã tư bốn xã, đi về Bình Trị Đông. Đây chợ Tân Hương.
sáng 30 Tết. Ai cũng mua tụm tụm về cúng ông bà tổ tiên, rất là vui. Đường Nguyễn Xí, đây bông bưởi thơm ngày Tết. Đây bán trầu cáo rồi ạ. Xôi chưa đẹp lắm nè. Ủa dở để hồng cái ghế ở giữa người á. Để mỗi tay chưa treo đây. Chợ Tân Hương sáng nay rất là đông. Vô hẻm Phạm Ngọc là đằng sau của chợ Tân Hương đây. Đó, đây hẻm Sài Gòn.
Rồi, tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại.